Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video nhận định soi kèo cũng như là dự đoán kết quả của trận đấu giữa Olympic Tây Ban Nha và Olympic Argentina. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2021. Đây có thể được coi là trận đấu nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ thưa quý vị, bởi nó mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp của cả hai đội. Đến thời điểm hiện tại, Olympic Tây Ban Nha dù thi đấu không quá ấn tượng nhưng họ vẫn đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau 2 trận đã đấu. La Roja được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng tại Thế vận hội năm nay. Họ đang có trong tay quyền tự quyết bởi chỉ cần hòa với Olympic Argentina, họ chắc chắn sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết. Thế nhưng, đội bóng này cần phải cải thiện lại khả năng ghi bàn nếu không muốn đi vào vết xe đổ của đội tuyển quốc gia tại Euro 2020 vừa qua, đúng không quý vị? Về phía U23 Argentina, họ cần phải nỗ lực nhiều gấp đôi đối thủ nếu không muốn nằm ngoài cuộc chơi. Đại diện Nam Mỹ đang tạm đứng thứ 3 bảng đấu, họ cùng có 3 điểm như Olympic Úc nhưng lại thua đại diện châu Á về hiệu số. Nếu không thể giành chiến thắng trong trận đấu tới thì U23 Argentina sẽ phải dừng chân tại vòng đấu bảng. Về lịch sử đối đầu của hai đội thì hai đội đã gặp nhau một lần và Olympic Argentina đã chiến thắng trước Olympic Tây Ban Nha với tỷ số 4-0 thưa quý vị. Xét một cách khách quan thì ở giải đấu năm nay, U23 Tây Ban Nha dù chưa chơi với đúng như kỳ vọng nhưng với một cái lực lượng hùng hậu thì họ vẫn là đội bóng rất khó bị đánh bại. Trong trận đấu sắp tới, nhà cái châu Á ấn định U23 Tây Ban Nha nằm ở cửa trên thưa quý vị. Họ chấp đối thủ là U23 Argentina 0,5 bàn. Tỷ lệ ăn cược của U23 Tây Ban Nha là 0.97, còn với U23 Argentina là 0.89. Về tỷ lệ kèo tài xỉu thì ở giải đấu này, U23 Tây Ban Nha đã cho thấy sự kém cỏi trên mặt trận tấn công khi họ chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất sau 2 trận đấu. Nhưng đổi lại, U23 Tây Ban Nha lại có sự chắc chắn về hàng thủ khi không để thua bất cứ một bàn nào. Về phía Argentina thì họ cũng chỉ sở hữu được một bàn thắng sau 2 trận đấu, nhưng mà họ lại để thua 2 bàn thưa quý vị. Nhà cái đã ấn định tỷ lệ kèo tài xỉu cho trận đấu này là 2.5 bàn. Tỷ lệ ăn tiền của tài là 0.92 và của xỉu là 0.82. Sau đây chúng ta cùng tham khảo một vài những cái dự đoán kết quả của trận đấu giữa U23 Tây Ban Nha và U23 Argentina nha quý vị. Vâng, với tỷ lệ kèo chấp của U23 Tây Ban Nha chấp U23 Argentina là 0,5 trái và tỷ lệ kèo tài xỉu là 2,5 trái thì cộng đồng FIFA.com đã dự đoán kết quả của trận đấu này là U23 Tây Ban Nha sẽ thắng U23 Argentina tỷ số 1-0 nha các bạn. Trang thời đại.com.vn và web thể thao.vn cũng đưa ra đồng nhận định là dự đoán kết quả của trận đấu này là Tây Ban Nha sẽ thắng Argentina 1-0. Trên thể thao.văn hóa.vn thì họ đã dự đoán kết quả của trận đấu giữa U23 Tây Ban Nha và U23 Argentina là U23 Tây Ban Nha sẽ thắng với tỷ số 2-0. Còn bóng đá club.vn thì lại dự đoán một kết quả hòa cho trận đấu giữa U23 Tây Ban Nha và U23 Argentina, đó là kết quả 1-1 thưa quý vị. Em xin phép kết thúc phần nhận định cũng như là dự đoán kết quả của trận đấu U23 Tây Ban Nha và U23 Argentina trong khuôn khổ Olympic Tokyo 2021 tại đây. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian lắng nghe. Xin chúc quý vị may mắn và lựa chọn cho mình một đội bóng giành chiến thắng. Hy vọng quý vị sẽ có những buổi xem bóng đá vui vẻ, lành mạnh. Xin cảm ơn rất nhiều, xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.